Мы опустим до пол. Он прикрепит чёрт тай. Моди тай. Ой, хай чен чу. Ид айну. Ид айну. Окей, ну. Мы чен тап. Ну, put your knee down. Кью тай бам нэ. Hay là chân chủ phục của đây cái đau thì sai đó. Đau lắm. Ừ. Nhỏ chân xuống, ăn mông. Ờ, chân phải thắng, chân phải thắng. Ừ. Xuống, xuống, xuống. Ừ. Nhỏ ăn mông, ăn mông. Ăn mông, ăn mông. Ăn mông, ăn mông. Ăn mông, ăn mông. Ăn mông. Có thể sử dụng 4 gạch hoặc 5 gạch. Okay, then after that, bring your one leg up here. Sau đó để một chân lên gạch như thế này. Okay, and make this lower knee 90 degree straight here. Đầu gối dưới gập vuông góc 90 độ về hông. Okay, then tay trái put your hand beside your wrist, beside your ankle. Đặt tay xuống bên cạnh cổ chân. Then see, kéo tay gấp. Kéo tay gấp and xoay tay. And bend the elbow and take it down straight. Okay. Then after that, if possible, to do chân lên up here. Okay, and bring it in between. Đưa chân vào giữa. And make it straight. You look on the mat. And straight. Mọi người nằm xuống gần vào tường. Touch your see mũi chân ít lên and touch your heel to the wall. Nâng mũi chân lên một chút và để gót chân chạm vào mông. Then lay lên gập chân 90 độ in straight here. Gập hai chân 90 độ. Okay, then how to kill tay ở đây gập. Okay, then just to do mông lên here. Okay, mông lên ít nữa. Then slowly lift up. And come back here. Then first, here, unmum. Okay. Then after that, try to chắp tay. Elbow closer. Khép hủ tay. Chắp tay here, chúc chân. Then một chân if possible, try to catch here. Nếu như có thể thì nằm lên mũi chân. But if you can't catch, then unmum here. Nếu như không làm được thì chống mũi chân xuống và ấn mông. Or if possible, try to catch it here. Hoặc nếu như có thể thì nắm lấy bàn chân. Then unmum. Mũi chân or gót chân to the wall for support. Để mũi chân hoặc gót chân chạm tường để hỗ trợ. Then catch your toe. Nằm lấy mũi chân. Then knees up. Nâng đầu gối lên. Okay. Not like this. Đừng làm thế này. Okay. Knees up.
Okay, then hit up. Try to see mũi chân lên. Ngửa mũi chân. Then grab it here. Okay. Try to catch your cổ chân and stay down tight. Then eat. Mông lên here. Okay, pull it forward. Bước về phía trước. Then thẳng chân. Then if possible, đây là gấp. Then mũi chân lên thẳng băng. Thẳng băng, mũi chân lên. Then try to thẳng tay. Answer it. Bring your hip closer to the block. Nằm xuống và để mông gần vào gạch. Okay. Then hai tay here. Hai tay đặt dưới vai. Hip vào lên. Take it up here. Then thở ra, kéo tay xuống here. Okay. And kéo tay closer to each other. Khép cổ tay lại gần nhau. Then chắp tay. Okay. Chắp tay straight. Push it here. Then try to hai chân chụp here closer. Cố gắng đi hai chân trụ gần vào tường. After that, if possible, một chân gập and bring it behind here. Gập nó ra sau như thế này. And stretch down. Và kéo căng. So see how to catch your toe or ankle, then full feet will go to the backbone. Thì mọi người nhìn nhá, chúng ta có thể gập chân và nắm lấy mũi chân hoặc là cổ chân rồi để toàn bộ lòng bàn chân chạm vào lưng. The gap from your knee and the wall will be straight here, this way. Đây là cái cách mọi người đo khuỷu tay. Đo khoảng cách giữa đầu gối và tường. Then after that, put your chest down here. Sau đó hạ ngực vào tường. Okay, then we will push your, sway your chest down. Trượt ngực xuống một chút. Tay lên up here. Okay, then một tay you can take it here. And catch it up. Then with your both hand, catch your ankle. Hai tay nắm lấy cổ chân. Now push your chest down. Ấn ngực xuống. Okay, so try.